Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ làm cái món bánh su xê với cái hương gấc, cho ra cái màu đỏ cam rất là đẹp mắt nè, cùng với cái nhân đậu xanh bên trong. Mình ăn vô bánh nó có độ giòn sừng sực và không dùng hàn the, thì mời các bạn cùng xem cách làm nha. Để làm bánh này thì mình chuẩn bị 100g đậu xanh. Đậu xanh này thì các bạn đem ngâm nước khoảng 2 tiếng. Mình ngâm nước để cho đậu xanh của mình nó mềm, thì khi mà mình nấu đó, cái đậu xanh nó nhanh chín và nó nhừ ngon nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ cho hết cái phần đậu xanh và cái nước này. Nước này các bạn nhớ mình vo cho sạch khoảng 2-3 nước cho nó sạch. Các bạn cho nước vô thì mình sẽ cho thêm một ít nước nữa để cho đủ. Khi mà mình đo thấy một lóng tay của mình là cái mực nước như vậy là được rồi. Các bạn sẽ cho lên bếp mình nấu. Mình sẽ nấu với lửa vừa vừa thôi. Khi mà đậu sôi các bạn nhỡ nắp ra liền. Khi đậu sôi các bạn dỡ nắp ra, không thôi nó chào bọt nha các bạn. Có bọt thì mình sẽ hớt bớt để cho cái nhân của mình nó trong ngon. Và mình nấu với lửa nhỏ từ từ, lửa ở mức trung bình thôi, thì đậu nó sẽ mềm và không bị chào bọt. Rồi mình sẽ để đây mình nấu. Trong lúc nấu đậu thì mình chuẩn bị đây là một trái gấc. Trái gấc này là nặng 600g. Thì các bạn sẽ chẻ nó ra. Trái gấc thì các bạn chọn nó chín mùi thì cái màu nó đẹp hơn. Chẻ trái gấc này ra thì mình mua một trái này cũng nhỏ nhỏ vừa vừa vậy đó. Các bạn chẻ ra thì mình không có xài hết. Đây, trái gấc mình đã chẻ ra nè các bạn. Cái hạt ở bên trong là cái màu để mà mình dùng. Đây, cái gấc này mình cái màu tự nhiên và lại tốt cho sức khỏe của mình nữa đó. Mình sẽ lấy hết những cái hạt này ra. Có cái màu đỏ cam. Đây, mình lấy hết rồi mình sẽ bỏ cái phần vỏ này nha các bạn. Đây, một trái gấc thì mình sẽ dùng nửa trái thôi à, chứ mình không có xài hết một trái đâu. Các bạn cho vào đây chút xíu nước. Nước thì nước ấm ấm đó, để cho cái gấc nó có ra màu. Mình bóp một hồi thì gấc nó đã ra cái màu vậy nè. Rất là đẹp luôn. Các bạn bóp xong rồi mình sẽ lấy cái hộp nó bỏ. Rồi mình sẽ gây nó lại nè, để cho nó mịn màng, những cái lợn cợn nó mình bỏ ra. Có những cái hạt li ti á. Rồi mình đã làm xong rồi nè các bạn. Có cái màu rất là đẹp mắt. Thì mình cho vào đây nửa muỗng canh rượu trắng, để cho cái màu gấc của mình nó được giữ được cái màu lâu á, khi mà mình nấu nó không bị bay màu. Rồi quay trở lại cái nồi đậu xanh của mình. Lúc này đậu xanh nó đã cạn nước rồi nè các bạn. Đó, nó cạn nước rất là nhiều ha. Và đậu cũng mềm rồi đó. Thì mình sẽ đậy nắp lại thêm 5 phút nữa. Đây là mè trắng. Mè trắng thì mình dùng 50g thôi, cũng không có xài nhiều. Các bạn rang với lửa nhỏ cho nó vàng. Khi mè đã vàng và có độ thơm thì tắt bếp. Rồi mình sẽ cho nó ra cái chén. Mè rất là thơm luôn. Các bạn cho nhanh tay ra cái chén nha, bởi vì cái chảo của mình còn độ nóng đó, nó sẽ làm cháy mè. Rồi quay qua đậu xanh được 5 phút nữa. Và đậu xanh của mình đó, nó thơm lắm luôn. Bây giờ thì nó đã ra nhừ luôn rồi nè các bạn. Nó cạn nước rồi, nó nhừ rồi nè. Thì mình sẽ cho vào đây một muỗng canh đường và chút xíu muối nữa. Rồi các bạn khuấy liên tục để cho đường tan và đậu xanh nhừ. Cái phần này là để cho mình khỏi phải cho vào cái cối mình xay đó. Mình khuấy liên tục nhừ rồi mình sẽ cho vào cái chảo mình xên nhân lại. Nhân của mình lúc này vẫn còn ướt. Mình sẽ cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. Rồi các bạn xên đều tay. Có cái dầu ăn á, nếu các bạn không thích dầu ăn mình có sẽ cho vào thêm một muỗng canh nước cốt dừa đặc đó. Đây mình xên một hồi thì nhưng nó đã khô lại nè các bạn. Mình sẽ cho vào đây một muỗng canh bột nếp dẻo. Nếu các bạn không có bột nếp dẻo thì mình dùng bột nếp thường cũng được nữa.
Rồi mình sẽ sên đều. Bột nếp này làm cho cái nhân của mình nó dẻo. Đây mình sên cho nó khô lại. Nhân của mình lúc này đã được rồi nha các bạn. Nó có cái độ khô và dẻo là được rồi nè. Mình sẽ tắt bếp. Khi mà mình để nguội nó sẽ khô lại nữa. Rồi mình cho nó ra dĩa cho nó nguội. Nhưng này cũng rất là dễ, không có gì khó hết trơn á. Mình để đây cho nó nguội nha. Rồi mình chuẩn bị đây là bột năng hay là bột sắn thì mình dùng 200g. Rồi các bạn cho vào đây 120g đường. Là mình thấy cái đường này là vừa luôn á. Chút xíu muối nữa nha, để cho cái bánh nó đậm đà. Rồi khi mà lấy cái độ giòn của bánh mà thế hàng the thì mình dùng đây là bột rau câu giòn nha các bạn. Mình sẽ cắt cái gói bột rau câu này ra. Bột rau câu á, mình cho vô đây á các bạn, nó giòn, nó ngon. Thì mình sẽ dùng một muỗng cà phê. Giòn ngon và mình để tủ lạnh đó, mình ăn nó ngon lắm, nó không có bị cứng. Các bạn khuấy đều cái hỗn hợp này. Qua cái video lần trước thì mình thấy các bạn ủng hộ rất là nhiệt tình đó. Bây giờ mình sẽ cho gấc vô nè. Gấc thì các bạn cho từ từ. Gấc này á, cái màu rất là đẹp. Rồi mình sẽ cho vào đây 380ml nước với 200g bột năng. Mình thấy cái mức nước này là vừa. Bởi vì mình trừ 20ml nước là cho cái nước gấc đó. Mình sẽ cho vô khi nào mà các bạn thấy cái màu nó đẹp là được rồi. Các bạn không cần phải chính xác là nước gấc bao nhiêu. Rồi mình sẽ để đây cho nó nở ít nhất là khoảng nửa tiếng nha. Cái đậu xanh của mình bây giờ đã nguội rồi. Bây giờ các bạn sẽ dắt nhân. Mình sẽ do tròn tròn vậy nè. Mình nó làm nên cái công thức này á, thì mình cũng đã làm 2-3 lần rồi đó các bạn. Mình thấy ăn ngon nên mình chia sẻ đến các bạn. Rồi mình dắt nhân rồi mình cho nó qua cái dĩa nha. Các bạn cũng yêu cầu mình làm thêm màu này màu kia thì bây giờ mình sẽ làm màu gấc. Và mình có màu đậu biếc rồi, màu gấc và màu lá dứa rồi đó. Mình được 3 cái loại màu của bánh su xê. Rồi các bạn dắt nhân á, mình dắt vừa vừa thôi. Khi dắt nhân xong rồi mình sẽ để đây một bên. Mình bắt đầu mình làm tới phần bột. Phần bột thì mình để nó lắng lại, các bạn sẽ khuấy cho nó đều. Mình sẽ cho vô trong cái chảo nè. Cái bột năng á, thì khi mà mình để á, cái bột nó sẽ lắng ở dưới đáy. Mình sẽ cho vô chảo và mình bắt lên bếp. Mình cho lên bếp với lửa nhỏ. Các bạn khuấy cho cái bột này nó đều trở lại, nó không bị lắng cặn. Đây, mình khuấy một hồi nó sẽ đông đông. Và đây là dừa nha các bạn. Cái dừa tươi của mình á, mình sẽ cắt ra sợi sợi, rửa sạch nè. Thì mình dùng đây có nửa trái thôi à. Dừa các bạn đừng có dùng cái loại dừa cứng, mình ăn không ngon. Dừa này là nó dừa luôn á. Nó giòn giòn, béo béo. Rồi các bạn cứ khuấy, khuấy đều tay trên bếp. Một chút á, mình thấy nó dẻo như vậy nè. Và các bạn nhớ là mình khuấy với lửa nhỏ thôi. Đó, khi bột của mình á, nó tạo được cái màng dẻo ở dưới đáy nồi nè, thì mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Tắt bếp mình cho nó xuống nè, mình khuấy. Lúc này cái chảo vẫn còn nóng lắm. Các bạn khuấy một chút nữa. Khuấy một hồi á, thì cái bột của mình nó sẽ đặc lại luôn á. Bởi vì cái chảo nó nóng đó. Đây, cái bột của mình bây giờ nó đã sệt rồi nè. Mình đảo một hồi thì bột nó sệt như vậy nè các bạn. Rồi mình sẽ để đây ha, cho nó nguội bớt. Mình chuẩn bị cái khuôn để mình bắt đầu nắn bánh. Đây mình dùng những cái khuôn bánh lăn. Khuôn nhỏ nhỏ như này mình cho nó ra cái chiếc bánh hình tròn đó. Rồi mình sẽ dùng thêm cái lá dứa. Lá dứa này thì các bạn cắt khúc khúc để mình lót lên cái khuôn, cho cái bánh của mình nó thơm và nó không bị dính cái khuôn nữa. Ở video trước á, có bạn hỏi mình làm 50 cái bánh thì cần bao nhiêu bột, thì sẵn đây thì mình nói luôn. Khoảng các bạn sẽ làm khoảng 700g bột cho 350g đậu xanh nha. Là vừa luôn, 50 chiếc bánh. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái phần bột này. Mình sẽ lấy một cục gấp đôi cái cục nhân á.
Bột lúc này rất là dính, các bạn dùng một cái bọc đó mình làm cho nó dễ. Mình sẽ túm cái cục nhân lại. Mình làm như vậy thì cục nhân của mình nó sẽ ở nằm ở chính giữa cái bánh, nhìn nó sẽ đẹp và ngon nữa. Đây mình túm lại rồi mình cho nó vô cái khuôn nè. Rồi mình được một chiếc bánh nè các bạn, gọn gàng, không có bị dính. Các bạn dùng cái bọc và cái giá của mình đó, nó không bị dính bột. Rồi tương tự mình sẽ làm hết nha. Đây mình đã làm xong hết nè các bạn, được 14 cái khuôn bánh. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho lên chảo hay nồi gì đó mình hấp nha. Mình sẽ đậy nắp lại và mình hấp, hấp với lửa trung bình thôi. Các bạn không cần hấp lửa lớn, mình sẽ hấp khoảng 20 phút với lửa trung bình. Sau 20 phút rồi bây giờ mình sẽ dỡ bánh ra mình coi nha các bạn. Wow, bánh của mình nó trong khe nè. Khi mà cái bánh nó trong như vậy nè các bạn, lên màu đẹp là bánh đã chín rồi đó. Bột mà còn sống thì cái bánh nó không có đẹp. Đây, mình dỡ lên cho các bạn xem nè. Cái bánh trong và cái cục nhân nằm chính giữa nè, vàng vàng. Ôi, cái góc này nó lên cái màu đẹp quá trời luôn ha. Màu đỏ cam cam, bóng lưỡng luôn. Rồi, mình sẽ lấy ra và mình để cho nó nguội. Bánh thì mình để một hồi nó nguội rồi nè các bạn. Đó, ngon ha. Những cái khuôn bánh đều nhau màu đỏ cam. Rồi, nhìn nó đẹp mắt ghê luôn. Các bạn nhớ ha, khi mà mình gói bánh á, thì bánh phải nguội thì mình bảo quản được lâu. Đừng có nóng, bánh nóng á, mình bảo quản không được lâu nha. Rồi mình sẽ dùng cái bàn bọc thực phẩm này nè. Mình sẽ lấy cái bọc này mình quấn bánh. Nếu không thì các bạn có thể dùng cái bọc kiến đó, thì mình cắt ra hình vuông vuông, mình gói cũng được nữa. Mình sẽ gắt lên đây một ít mè. Mè này á, thì mình làm nó dư đó, chứ không có xài tới hết mè đâu. Rồi các bạn lấy bánh ra nè. Đây, bánh của mình rất là dễ lấy, không hề bị dính gì hết trơn ha. Mà lại thơm lá dứa nữa. Bánh dẻo dai. Rồi, các bạn cho nó lên nè. Cái hình tròn thì mình úp xuống dưới nha, để khi mình quấn bánh á, cái bánh nó ra được cái màu sắc đẹp và nó tròn trịa nữa. Rồi túm cái bọc này lại. Rồi mình đã cho ra một chiếc bánh su xê màu cam rất là xinh xắn tròn do luôn ha. Có phần mè nữa. Đẹp mắt quá trời luôn. Rồi các bạn sẽ gói tiếp nha. Đây mình đã gói xong rồi nè các bạn. Cái bánh tròn do luôn á, có cái phần mè nhìn đẹp đẹp ghê. Cho qua cái dĩa. Đây cái bánh này các bạn muốn bóng á, mình kéo cái màn bọc cho nó căng ra là cái bánh bóng lưỡng luôn. Đó nhìn đẹp quá trời luôn á. Bây giờ mình sẽ tháo nó ra. Nó có cái bọc vậy nè, mình tiện lại lắm. Mình ăn nó cũng tiện nữa. Đây mình đã cắt ra nè các bạn, bên trong nè cái phần nhân nó nằm ở chính giữa rất là đẹp mắt ha. Với cái cách gói như vậy á, là nhân của mình nó luôn lúc nào cũng nằm ở chính giữa luôn. Rồi bây giờ thì mời các bạn cùng ăn. Bánh gấc của mình á, có cái độ giòn nè, giòn sực 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 luôn á. Và cái dừa nữa, mình ăn vô nó béo nó giòn. Và độ ngọt, độ mặn của cái nhân hơi mặn mặn. Và độ ngọt rất là vừa miệng, không hề bị ngán. Mình ăn vô á các bạn, nó có cái độ giòn giòn á, cái mình ăn á mình thấy nó thích thích lắm. Ăn cái bánh này một hơi chắc 5 cái luôn á, không hề bị ngán nha. Cái hạt mè thì nó bùi bùi nữa, nhưng thì béo béo đậm đà, thơm thon thoảng mùi lá dứa, giòn ngon. À, bánh su xê gấc thì cái bánh này á, hồi đó có tên là cái bánh ít giòn đó các bạn. À, bánh ít giòn là dùng hoàn toàn bằng hàn thép và bột. Thì hôm nay á, thì mình sẽ dùng với bột rau câu. Bánh cho ra giòn ngon và khi mà mình để tủ lạnh đó, bánh cũng giòn ngon và không cần phải hấp lại. Mình ăn á, mình cho vô ngăn mát tủ lạnh mình ăn được một tuần luôn. Bánh không hề bị hư. Rồi nếu các bạn có thích video này thì vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình. Chúc các bạn có cái món bánh su xê gấc ăn thật là ngon miệng nha.